Theo hãng tin Itatas, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, muốn đưa vào chương trình nghị sự đàm phán với Ukraine về đề xuất đổi tiền khí đốt Kiev nợ Moscow lấy việc sở hữu các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước này. Đề xuất này đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Thuế của Duma Quốc gia trình lên chính phủ. Theo đó, một đề xuất như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên. Với Nga, điều này đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp, tiết kiệm ngân sách, còn Ukraine không chỉ trả xong nợ mà còn có thể tiến hành đàm phán về việc giảm giá cho nguồn cung trong tương lai. Ngoài ra, Kiev sẽ có thể đảm bảo chỗ làm cho công nhân, sản lượng và nguồn thu thuế. Đề xuất này cũng được Chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Duma Quốc gia ủng hộ. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu EU sẽ tiến hành đàm phán về các khoản nợ khí đốt của Kiev tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Trước đó, chính phủ tạm quyền Ukraine cho biết sẵn sàng trả cho tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga với giá 268 đô la Mỹ 1.000 mét khối khí đốt và sẽ nhanh chóng thanh toán khoản nợ 2,2 tỷ đô la Mỹ khí đốt trước đó nếu Gazprom chấp thuận mức giá này. Đầu tháng 4 vừa qua, Nga đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận giảm giá khí đốt bán cho Ukraine và tập đoàn Gazprom sẽ tăng giá mặt hàng chiến lược này lên mức 485 đô la Mỹ 1.000 mét khối. Theo quy định của hợp đồng ký năm 2009 giữa Nga và Ukraine, mức giá tăng do Kiev không thanh toán đúng hạn và đầy đủ số tiền nhập khí đốt năm 2013 còn nợ.